tại mẫu giáo cây thông này, một kỳ học mới vừa bắt đầu. Đó có nghĩa là những cuộc phiêu lưu mới. Một, hai. Chú ý. Các chàng trai và cô gái, đã đến lúc cho các hoạt động ngoài trời. Bây giờ các con có thể chơi với nhau trong hố cát được chứ, nhưng đừng chạy đâu cả. Vâng, thưa thầy. Vâng, huấn luyện viên. Được rồi, vui vẻ. Tuyệt vời, tới giờ chơi rồi. Tớ sẽ xây một lâu đài cát lớn. Nó sẽ rất khổng lồ đây. Phải rồi. Tớ là hoàng tử nên lâu đài của tớ tuyệt hơn nhiều so với cậu. Rem, bữa tối của cậu đã sẵn sàng. Xin mời ngồi. Để tớ làm cái ghế cái đã. Rambo, súp cua của cậu đây. Cẩn thận, nóng đấy. Rất là ngon. Sao tất cả biến mất rồi? Rem, tớ xin lỗi. Bobby, tớ đã tạo ra một vòng tròn hoàn hảo. Đừng có mơ, của tớ hoàn hảo hơn. Tớ sẽ nhờ Raya giúp tớ với cái của tớ. Raya, tớ đây các cậu. Xem thử nào. Xin chào anh bạn nhỏ. Này anh bạn, quay lại đây. Ồ, nơi này lớn thiệt á. Là một căn đơm đớm. Raya, huấn luyện viên gấu mặt đau gờ sẽ không thích vậy đâu. Vậy không hay rồi. Raya, Raya, cậu ở đâu? Cậu đâu rồi? Raya, cậu đã đi đâu? Raya, quay lại đi. Anh trai ơi, quay lại đi. Em sẽ cho anh mật ong của em. Raya, tớ đang ở đây trong cái cây nè. Các cậu có thể nhìn thấy không? Ngay đây nè, trong cái cây. Raya, này, tớ ở đây các cậu. Ở đây mọi người, cậu ấy ở trong cái cây này nè. Raya, này anh trai, vào đi, ở đây tuyệt lắm. Cho tớ vào, tớ là người đầu tiên. Đừng đẩy tớ, tớ là người đầu tiên. Wow, nhìn vào chỗ đom đóm này xem. Thấy không, thật tuyệt vời. Xem vương miện đẳng cấp mới của tớ nè. Đừng bay đi. Tuyệt. Tớ là một con đom đóm lấp lánh. Này, lại đây nào các cậu. Các cậu hãy nhìn con đom đóm này đi. Nó không phát sáng. Có gì đó không ổn với ánh sáng của cậu sao? Bạn đom đóm đừng buồn nha. Tụi tớ sẽ giúp cậu tìm cách thắp sáng lại. Đúng rồi. Chúng tớ là bạn của cậu, nên chúng tớ sẽ giúp cậu. Cậu ấy đang cần sự trợ giúp của hoàng tử Tiki. Babu, đến giờ thể hiện rồi. Tớ có một ý tưởng chắc chắn sẽ thành công. Xin lỗi nha. Tiki, dừng lại. Cậu đang làm cô ấy sợ đó. Tớ nghĩ cô ấy có thể sáng lên nếu cô ấy sợ hãi. Này, để tớ thử xem. Chắc cục pin của cậu ấy bị sao rồi đó. Tớ nghĩ nó hoạt động giống như cái đèn pin của bố tớ. Vicky, dừng lại. Dừng lại đi, làm ơn dừng lại. Nó không hiệu quả rồi. Cậu chỉ làm cho cô ấy chóng mặt thêm. Đó là lỗi của cậu. Sao cậu có thể đối xử với cô ấy như vậy? Có lẽ cô ấy cần đi tắm chăng?
Có lẽ cô ấy sẽ tỏa sáng nếu cô ấy được sạch sẽ. Một chút nè. Và tắm sạch, tắm sạch. Nhìn kìa, cô ấy trông sạch quá. Nhìn cậu ấy giống muốn khóc kìa. Briar, nhìn này, tớ nghĩ cô ấy bị thương. Xin lỗi anh bạn. Có lẽ chúng ta nên nhờ huấn luyện viên Mark giúp đỡ. Đợi đã, những đứa trẻ đó đâu rồi? Huấn luyện viên Mark, huấn luyện viên Mark, tụi con tìm thấy một chú đom đóm, nhưng có gì đó không ổn với cậu ấy. Chắc cậu ấy hết pin rồi, cậu ấy chắc bị ốm rồi. Này tụi con, chạy đi đâu vậy? Sao không ở gần hố cát? Huấn luyện viên Mark, chúng con tìm thấy con đom đóm trong cây, nhưng cậu ấy không phát sáng. Đom đóm ư? Huấn luyện viên Mark, mình làm gì giúp cô ấy đi? Dân, chúng ta phải giúp cô ấy. Chúng ta phải làm gì đây, huấn luyện viên Mark? Chúng con muốn giúp cô ấy. Các con có biết điều gì làm cho đom đóm phát sáng không? Con không biết. Để con nghĩ. Các con thấy đấy, một con đom đóm cần oxy để tồn tại. Bụng của nó cũng có những lỗ đặc biệt để hút không khí. Đom đóm càng nhiều không khí thì ánh sáng càng phát sáng. Đó là những gì tớ nói đó. Nghĩa là cô ấy cần nhiều oxy hơn. Và đó là lý do đom đóm phát ra ánh sáng. Briar, để thầy xem qua. Có lẽ thầy sẽ biết cần làm gì. Đây ạ. Đom đóm thích độ ẩm. Ở đây ẩm hơn trong vườn bách thảo. Thử làm xem nào, các con thấy sao? Dân, đi nào. Đó, đom đóm nhỏ, cuối cùng cậu cũng tỉnh. Tuyệt vời, tuyệt vời, cậu ấy tỉnh rồi. Được rồi các con, đã đến lúc học bài học nhỏ về côn trùng. Hãy xem liệu chúng ta có thể khiến anh chàng đáng thương này phát sáng trở lại không. Dân, đừng dọa cô ấy. Nhìn kìa, cô ấy đang di chuyển. Cô ấy rơi xuống nước. Cô ấy đang tắm. Này bạn đom đóm, cậu có sao không? Bây giờ cô ấy bay trở lại rồi. Tuyệt thật. Cô ấy sẽ hạ cánh trên chiếc lá. Cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy vẫn không chớp mắt. Sao cô ấy không chớp mắt? Cô ấy không đói. Anh bạn à, cô ấy vẫn không phát sáng. Đừng bỏ cuộc nhé chàng trai. Chúng tớ đây vì cậu. Phải đó, chúng tớ đang giúp cậu. Cậu cần tiếp tục bay và cố gắng hết sức để hít vào. Hãy tin vào chính mình. Cậu có thể làm được. Bạn đom đóm, cậu có sao không? Cậu ấy sẽ ổn chứ, cậu ấy không sao chứ. Đừng khóc mà. Đom đóm, đừng khóc mà. Được rồi các con, cậu ấy cần chúng ta tin tưởng. Đom đóm có thể làm được. Vui lên đom đóm, cậu có thể làm được. Chỉ cần dũng cảm và thử. Chúng ta tin cậu. Chúng ta biết cậu có thể mà. Chúng ta ở đây để ở bên cạnh cậu. Cậu có thể làm được, cố lên. Anh bạn nhỏ, tới lúc bay rồi. Cố lên đom đóm, cậu có thể làm được. Bay lên bầu trời đẹp. Phải rồi, cậu đang làm rất tốt. Tuyệt, cậu ấy đang phát sáng kìa. Bạn thật tuyệt, quá đỗi kinh ngạc. Nhìn cậu ấy phát sáng kìa. Bạn bè cậu ấy đang đến. Cậu ấy có thể bay. Cậu ấy đã làm được rồi. Nhiều đom đóm quá. Ram, cậu đang làm gì vậy? Tớ cũng muốn phát sáng ở đây. Để tớ xem. Tớ không thấy ánh sáng. Này, cậu ấy đang phát sáng. Rambo cũng phát sáng. Ồ vậy ư? Đó là đom đóm. Thật tuyệt. Bây giờ tôi cũng là một con đom đóm. Chào các bạn. Giờ thì đã biết vì sao đom đóm lại phát sáng rồi phải không? Tại sao không đi nói với mẹ và bố con cậu về chuyện đó? Hẹn gặp lần sau.
nhẹ thổi qua khu rừng. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ và những bông hoa đang nở rộ. Nhanh lên, Rambo, Tiki, Babu. Babu, đi nào. Phải, hoàng tử Tiki. Vậy không công bằng, cậu nặng hơn tớ nhiều. Babu, Babu, đến giúp tớ với. Tớ tới liền, hoàng tử Tiki. Hai đấu một, vậy tớ nhờ em tớ. Rambo, Rambo. Mày đây rồi. Đừng đi, quay lại, quay lại. Wow, bông hoa đẹp thật. An toàn rồi nha. Ngọt ngào quá. Rambo, em đang làm gì vậy? Tụi anh đang tìm em đó. Xem nè. Đẹp ghê. Nó đẹp thật đó. Cậu tìm thấy thứ nhỏ xinh lẻ đâu vậy? Tớ sẽ đổi cho cậu vài quả chuối để lấy nó. Cậu nghĩ sao? Em à, anh có thể đổi với mật ong. Không đời nào. Cái này của em mà. Sao cậu lại không muốn trao đổi vậy? Đó là vật trang trí tuyệt vời cho căn phòng của tớ. Trang trí? Chúng ta có thể đặt nó trong lớp học mà. Nếu lớp học của chúng ta đầy hoa thì nó sẽ rất đẹp đó. Chúng ta có thể đặt hoa ở khắp mọi nơi. Và khi đó lớp học sẽ trông thật tuyệt. Và cô Olivia sẽ thật sự hạnh phúc. Nghe hay đó. Nó thật thú vị. Chúng ta chia ra mà tìm đi. Thì xem ai hái bông hoa đẹp nhất nào. Được rồi, tuyệt quá. Wow, cả một biển hoa. Đẹp ghê. Tuyệt đi nào. Nhìn này. Hoa gì đây? Nó đang bay kìa. Chào buổi sáng, cô Olivia. Chào buổi sáng, bác Billy già. Mấy bông hoa này ở đâu ra vậy? Đây là gì vậy? Cô Olivia, chúng con đến đây. Còn có rất nhiều hoa đẹp nè. Cô ơi, xem đi. Nhìn bông hoa của con nè. Các con đã hái hết những bông hoa này sao? Tụi con hái nhiều lắm luôn. Cô Olivia, đây, những bông hoa đẹp nhất từ con. Hoàng tử Tiki, đẹp thiệt. Nhìn cây này đi, đẹp ghê. Xem cái của con nè. Từ từ thôi, ngửi hoa của con đi. Cứ giữ nó đi, Briar. Cô Olivia, con đã hái một bông hoa vàng sáng bóng như dương miệng hoàng gia của con. Nhưng nó không có thơm. Của tớ ổn hơn. Tớ không thèm quan tâm. Cô Olivia, Rambo, cô xem con nó làm gì này. Trời ơi, Rambo, cẩn thận chứ con. Con ổn mà. Cô Olivia, nhìn này. Rambo, cậu tìm mấy cái này ở đâu vậy? Ngay kia kìa, bên cái cây cao to đấy. Chỗ đó có quá chừng mấy bông hoa màu sắc luôn đó. Làm tốt lắm, Ram. Tớ sẽ đánh dấu nó để lần sau tớ có thể tìm thấy nó. Đã đến lúc tổ chức một buổi học đặc biệt cho học sinh của mình.
Chào buổi sáng. Các con, hôm nay chúng ta sẽ có một tiết học đặc biệt. Trước hết, hãy cùng chơi một trò chơi, được chứ? Một trò chơi? Vâng. Của con đây. Cái nón này là dành cho con. Ô, đẹp trai quá. Briar, cái này là của con. Cảm ơn cô Olivia. Trời ơi, bây giờ tới lượt của con. Đưa con đi. Này các con sẽ đóng vai được vẽ lên nón của mình. Bramble vai hoa, Briar vai cỏ, và cô sẽ vào vai mặt trời. Ai muốn trở thành hoa, cỏ và bướm nào? Cô Olivia, con ạ. Được rồi, được rồi. Từ từ thôi. Đây là của con. Và đây là của con. Và con là hoa, còn con là sương. Con muốn là sương. Cô Olivia, tại sao mọi người đều đội mũ trừ con vậy? Thật không công bằng. Tiki, đừng khóc. Trong trò chơi này, con sẽ đóng vai một đứa trẻ. Vâng. Thức dậy và tỉnh táo nào. Đã đến lúc phải thức dậy rồi. Thức dậy đi, hỡi hoa cỏ nhỏ. Vỗ tay và rửa mặt nào. Hãy thở và mỉm cười. Đó là một ngày hoàn toàn mới. Cậu ấy ngủ thiếp đi kìa. Bông hoa nhỏ, chào mọi người đi con. Chào cỏ. Chào bông hoa nhỏ. Chào buổi sáng sương. Chào buổi sáng bông hoa. Chào buổi sáng cỏ. Chào nhé, cỏ nhỏ. Chào bông hoa nhỏ. Các con ơi, gió đã nổi lên. Con không sợ. Mưa đang rơi. Con không sợ. Hoa và cỏ đã dũng cảm chịu đựng mưa gió mà lớn lên. Các học sinh thân mến của cô, chúng ta bắt đầu nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hãy nhìn xem, bướm đến gặp con kìa. Hoa thơm quá. Này, đến ngửi tới đi. Cậu có mùi ngọt ngào quá. Tôi yêu phong cảnh này. Và sau đó, một đứa trẻ đến. Chào nhé. Đứa trẻ này muốn hái một bông hoa để trang trí cho lớp học của mình. Tớ nên chọn ai đây? Cậu nhé. Không, đừng chọn tớ, không. Tiki nhổ bông hoa qua rừng và phá hủy đất. Kết quả là môi trường bị hủy hoại. Rồi cỏ Herbie héo đi. Được rồi, tớ sẽ lấy cậu. Đừng chọn tớ. Cậu đã có hoa qua rừng, tại sao cậu lại hái những bông hoa khác nữa? Một cái sao mà đủ? Càng nhiều hoa thì lớp học sẽ càng đẹp thôi. Nhưng cậu không nghĩ đến khu rừng ư? Rừng sẽ không đẹp nếu không có bông hoa. Chính xác đó, làm ơn dừng lại đi. Các con, hoa cỏ đều thuộc về rừng. Chúng cũng có cuộc sống. Chúng cố gắng hết sức để lớn lên và làm cho khu rừng trở nên tươi tốt và rực rỡ. Nhưng nếu chúng ta hái chúng thì mọi nỗ lực của chúng sẽ bị lãng phí, và khu rừng sẽ không đẹp. Nó sẽ đổ bệnh và khô héo. Hiểu không? Dạ hiểu. Ở đây cô có một số hạt giống hoa. Hãy gieo những hạt giống này và trồng nhiều hoa hơn. Chúng ta có thể làm điều này cùng nhau. Được chứ? Dạ được. Trồng hoa, trồng cỏ, đào một cái hố và giúp chúng sống thật lâu. Tưới nước nhiều hơn và bón phân. Hoa nở và cỏ phát triển. Không có hoa hay cây cỏ nào sẽ bị làm hại cả. Trưởng thành mạnh mẽ. Trang trại hoa của chúng tôi bảo vệ rừng ngày đêm. Ngôi nhà xinh đẹp của chúng tôi nơi đây để ở. Chào mọi người. Hoa cỏ cũng lớn lên từng ngày như chúng ta. Hãy nhớ chăm sóc chúng cho thật tốt và đừng hái chúng nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Tạm biệt.
Non cây thông im ắng. Các bé đang ngủ trưa. Chết này, chết này, chết này. Tại sao, hoàng tử Tiki? Chuyện gì xảy ra vậy? Tiki, bồ cậu đánh Babu hả? Không, đâu có. Nhìn kìa, đó là một con muỗi. Nó đâu rồi? Tớ không thấy con muỗi nào cả. Tớ cũng không. Nhìn tới này, mũi của tớ là đủ bằng chứng rồi. Mũi của cậu đỏ lắm đó. Hả? Nó ở dưới đó kìa. Tránh xa tao ra. Tao sẽ lấy ít đá. Tránh ra. Ai đó giúp giới. Viết, chúng tôi đến để cứu cậu đây. Bình tĩnh thôi các cậu. Đằng kia, bắt lấy nó. Bắt lấy nó. Nó bay đi đâu rồi? Nó đi rồi. Bắt lấy nó. Bắt lấy nó. Nó ở trên đó. Nó đang trốn thoát. Đừng để nó biến mất. Dừng lại. Đi thôi. Chờ tới giới. Cố lên. Đừng để nó biến mất. Nó đâu rồi? Tớ không biết. Nó đâu rồi? Nó trên này. Tớ bắt được rồi. Nhìn kìa. Nó đó. Bắt nó. Chúng ta phải ngăn nó lại. Dừng lại. Hoàng tử Tiki, cậu có ổn không? Tiki, có sao không? Những con muỗi đó thật lén lút. Nó ngứa quá vậy. Muỗi có tới đau quá. Muỗi đốt chắc chắn rất ngứa và đau. Chúng ta phải nghĩ cách thôi. Phải tìm cách ngăn chặn nó. Đấy rồi. Tớ có một ý này. Chào các con. Chào thầy Mark. Các con đang mặc cái gì vậy? Chào thầy Mark. Dạ con chào thầy Mark. Chuyện này là sao? Đó là để chúng con không bị cắn. Chúng con đã gặp cơn thịnh nộ của những con muỗi. Phải à? Vâng, thiệt đó. Nhìn mũi con nè. Thầy Mark, mũi con bị cắn. Thầy Mark, nhìn cánh tay con này. Tớ chóng mặt quá. Vic. 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 Cởi cái áo này ra. Tụi con giúp quạt nha. Tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Các con, muỗi là một loài côn trùng gây hại. Chúng cắn các con và sau đó ngứa dữ dội. Các con đã làm tốt, mặc dù bị sai cách. Không cần phải quấn mình như cái bánh burrito như vậy. Như vậy sẽ chỉ cảm thấy ngột ngạt trước khi xua đuổi bất kỳ con muỗi nào. Thầy Mark, có cách nào tốt hơn không? Chắc chắn rồi. Đi với thầy nào. Ra phía trước và đứng nào mọi người. Vâng ạ. Được rồi mọi người. Chú ý nhé. Đây là cây ngải cứu. Một loại thảo dược. Nó trông bình thường, nhưng thực ra nó rất hữu ích. Nó giúp chúng ta tiêu diệt vi khuẩn. Và nó có thể ăn được. Nè nè, đừng có ăn cái đó nha. Thấy chứ, ngải cứu ăn được vào mùa xuân và mùa đông, khi lá mềm và ngon hơn. Bây giờ không phải là mùa thích hợp để ăn.
Tớ chưa bao giờ ngửi thấy thứ gì như vậy. Nồng nặc quá. Đúng vậy đó. Mùi nồng nặc là thứ khiến muỗi tránh xa. Thầy Mark, chúng con có thể tìm ngải cứu. Đúng rồi, phải. Khi thu thập ngải cứu, hãy cẩn thận và đừng đi quá xa. Rõ chưa? Vâng ạ, thầy Mark. Thầy Mark, thầy Mark, thầy Mark. Chuyện gì vậy? Con tìm thấy một ít ngải cứu, nhưng Briar nói đó là thứ khác. Đúng rồi, vì nó có mùi khác, nhưng chúng trông giống nhau mà. Thầy Mark, vậy đây là cái gì vậy? Rau mùi. Kiểm tra cẩn thận nha. Thấy đây, nó trông giống như ngải cứu, nhưng nó không thể có công dụng đuổi muỗi. Mùi của nó không đủ mạnh. Cảm ơn thầy. Giờ con hiểu rồi. Thì ra là vậy. Thầy Mark, chúng con đã thu thập được nhiều ngải cứu rồi. Tốt, các con làm rất tốt. Nào, đi đuổi muỗi thôi. Nào, đi bắt chúng kìa. Nhìn chúng kìa, chúng đang trốn thoát. Hoàn hảo. Mũi đã biến mất. Và thầy đã dọn dẹp phòng ngủ rồi. Cho nên các con có thể ngủ ngon. Tuyệt, thầy là đỉnh nhất. Hẹn gặp lại. Cảm ơn thầy Mark. Hẹn gặp lại. Cuối cùng mình đã đến đây. Có gì trong vũng nước bẩn thỉu này nhỉ? Đó là Tiki. Đi kiểm tra cõi xem. Tiki! Muỗi! Cút đi! Để tao yên! Biến đi! Tiki! Tiki! Hoàng tử Tiki! Babu! Đến giúp giới! Nhanh lên! Tiki! Chúng đến từ đâu vậy? Cút đi! Tránh xa đi! Sao nhiều quá vậy? Đưa ngải cứu cho tớ. Đừng hoảng loạn. Chúng ta nhờ thầy Mark giúp đi. Ra khỏi đây. Thầy Mark. Thầy Mark. Thầy Mark. Thầy Mark. Chúng còn thấy hàng trăm con muỗi luôn. Hàng ngàn luôn. Sao? Chúng ở đâu? Đằng kia kìa. Đâu? Vũng nước trước cổng. Những con muỗi đang nghỉ ngơi trên mặt nước. Chúng ta phải làm sao thầy Mark? Chúng sẽ chiếm giữ trường mất. Này các cậu, hay là chúng ta thu thập thêm ngải cứu để xua đuổi chúng nhé. Được đó. Nhưng có rất nhiều muỗi. Như vậy phải cần nhiều ngải cứu lắm. Thầy biết những con muỗi đến từ đâu rồi. Các vũng nước giống như nơi sinh sản của chúng. Những con muỗi cái đẻ trứng trong nước. Sau đó chúng lớn lên thành những con muỗi lớn hơn. Thầy thường gọi chúng là những con bọ gậy. Bọ gậy? Đó là một cái tên lạ. Và chúng phát triển rất nhanh. Chỉ mất 1-2 tuần để phát triển. Từ những quả trứng thành con muỗi có kích thước đầy đủ. Nhanh thiệt đó. Nhưng ngải cứu có thể xua đuổi chúng. Phải, ngải cứu có thể loại bỏ chúng. Nhưng không giết được chúng. Vậy phải làm sao? Các con đừng lo. Chúng ta sẽ lấp đầy tất cả những vũng nước đó. Những con bọ gậy không thể sống vì thiếu nơi sinh sản của chúng. Nghe này, thầy sẽ chỉ các con biết cần phải làm gì. Vào mùa mưa, cần phải đổ hết nước trong chậu qua đi. Vâng, tụi mình làm đi. Tiki, đợi tới giới. Được rồi, từ từ thôi, coi chừng vấp ngã đó. Thầy Mark, chúng con xong nhiệm vụ rồi. Tốt lắm. Chúng con cũng xong rồi. Làm tốt lắm, hoàng tử Tiki. Xong, vấn đề muỗi cuối cùng đã được giải quyết. Đúng. Chào mọi người. Hãy loại bỏ nước bẩn cửu để tránh thu hút những con bọ gậy nhé. Theo cách đó, sẽ không có quá nhiều muỗi quanh quẩn chúng ta. Hẹn gặp lại. Tạm biệt.
ngày mới bắt đầu tại mầm non cây thông. Xem hôm nay các bé vui vẻ của chúng ta có gì nào. Nhìn chiếc mũ mới toanh của tớ nè, các cậu nghĩ sao? Hoàng tử Tiki, cậu trông giống như hoàng gia vậy. Phải, dĩ nhiên rồi. Chiếc mũ này được làm từ một quả dứa quý. Nó đã được truyền qua nhiều thế hệ. Và bây giờ, nó là của tớ. Rốt cuộc, nó đã đến với gia đình tớ trong một thời gian dài. Người ta nói rằng ai đội chiếc mũ này sẽ là một chiến binh vĩ đại. Tiki ơi, cho mình xem mũ được không? Không đời nào. Làm ơn đi. Được rồi. Cảm ơn. Chờ tớ xem với. Tớ muốn nhìn. Đến lượt tớ mà. Hai người đợi đi. Hoàng tử Tiki, cậu kể cho tớ nghe câu chuyện đằng sau chiếc mũ tuyệt vời đó đi. Cậu muốn nghe lịch sử của nó? Đúng rồi, tớ muốn nghe về nó. Được rồi, tớ sẽ kể cho cậu nghe toàn bộ truyền thuyết. Nghe này. Tớ chưa xong với nó mà. Cậu giữ nó lâu lắm rồi. Tới lượt tớ chứ. Chúng ta có thể cùng nhau nhìn nó mà. Con rồng lớn đang thở ra lửa, bay thẳng lên bầu trời. Đi nào. Chờ với. Con rồng lửa cố gắng ngăn cản chiến binh khỉ. Nhưng chiến binh khỉ thì không sợ rồng. Vì vậy anh ấy đã đánh bại con rồng và mở hộp kho báu. Trong chiếc hộp có dương miệng của chiến binh. Đến giờ học rồi. Thế là chiến binh khỉ đội dương miệng. Chiếc áo choàng của anh ta tung bay trong gió đầy hung dũng. Này chờ tới giới. Chiếc mũ này tuyệt quá. Nhưng mà... Và bây giờ nó là của tớ. Nó đã đến với gia đình của tớ trong thời gian dài. Nhưng mình thật sự rất thích chiếc mũ tuyệt vời này. Sao cũng được, mình sẽ giấu nó trước. Vẫn không tìm được à? Không. Nó có thể ở đâu nhỉ? Tớ tìm khắp nơi rồi. Rambo, Rambo, cậu có thấy dương miệng của tớ đâu không? Không. Này, có lẽ nó ở trong rừng. Mọi người, chúng ta hãy đi kiểm tra bên ngoài. Đi nào. Các con, sắp đến giờ học rồi. Các con định đi đâu vậy? Cô Olivia, con nghĩ rằng con đã đánh rơi chiếc mũ của mình đâu đó bên ngoài. Tớ đau bụng quá. Tớ đi vệ sinh đây. Nó rất tuyệt đấy. Mình yêu nó quá. Rambo, con là một chiến binh nhỏ. Chiến binh Rambo, cậu là người giỏi nhất. Rambo, cậu ngầu quá. Cậu là thần tượng của tớ. Tớ ngưỡng mộ cậu. Chiến binh Rambo. Tiki, đừng lo. Chúng ta sẽ học trước nhé. Khi lớp học kết thúc, mọi người sẽ giúp con tìm mũ, được chứ? Dạ, được. Rambo, Rambo, dạ dày của con sao rồi? Con ổn rồi ạ. Rambo, con đã thấy mũ của Tiki chưa? Các con, nếu có ai vô tình nhặt được mũ của Tiki thì trả lại cho bạn ấy nhé. Được không? Vâng. Dạ. Sáng hôm sau,
Rambo, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Luluna. Chào buổi sáng. Rambo. Rambo. Rambo, cậu ổn chứ? Tớ không sao. Tiki, chuyện gì vậy? Sao cậu lại leo cao như vậy? Nguy hiểm lắm. Giáo viên đã cảnh báo chúng ta không được trèo cây. Tại tớ tưởng cái tổ trên cây là mũ của tớ. Chân cậu có sao không? Chắc mình đưa cô ấy đi bác sĩ đi. Nào, nhanh lên. Ôi Nitro, tớ đang đến đây. Chiến binh Rambo. Chiến binh Rambo. Nhìn mình này, mình là một chiến binh. Mình sẽ tạo dáng ngầu để mọi người thích mình hơn nữa. Đây là đâu vậy? Mũ của mình. Nó đang dần lớn lên. Hóa ra ngươi là Rambo. Anh là ai? Ta là quỷ mũ. Anh muốn gì? Ngươi phải đánh bại được ta nếu như ngươi muốn đội mũ. Lùi lại. Để ta xem ngươi có bao nhiêu sức mạnh. Chỉ có một chiến binh thực thụ mới có thể đánh bại được ta. Tôi không phải là chiến binh. Ngươi không phải ư? Vậy thì tại sao ngươi lại đội dương miệng của một chiến binh? Tôi đã tìm thấy nó và đội nó. Tôi không phải là một chiến binh. Làm ơn đừng ăn thịt tôi. Không thành vấn đề. Bất cứ ai đội dương miệng đều phải chứng minh mình xứng đáng. Tôi không biết điều đó. Tôi sẽ trả lại mũ, tôi hứa. Mũ của tớ tự nhiên biến mất rồi. Tôi đã tìm khắp nơi. Nó có thể ở đâu chứ? Chẳng thể nào tìm thấy. Chân thì đau. Ai đó? Rambo. Rambo, có chuyện gì vậy? Cái gì? Cậu đau à? Rambo, sao vậy? Sao tự nhiên khóc vậy? Tớ... Nè, sao cậu lại cho tớ ba lô của cậu? Này, mũ của tớ. Rambo, cậu đã tìm thấy chiếc mũ của tớ. Cảm ơn. Tớ xin lỗi, chân của cậu bị thương rồi. Vậy là được rồi, đó là lỗi của tớ. Tớ vừa bị ngã khi đang tìm mũ của mình. Tiki ơi, thật ra tớ đã tìm thấy mũ của cậu lâu rồi. Nhưng tớ thích nó quá nên tớ giấu nó đi. Tớ không muốn trả lại cho cậu. Tớ xin lỗi đã khiến cậu đau. Cậu muốn giữ mũ của tớ cho riêng mình. Tại sao? Sao mà ích kỷ vậy? Tớ xin lỗi. Tiki, trừng phạt tớ đi. Hình phạt của tớ là cậu phải lập tức trả lại bất cứ thứ gì cậu nhặt được trong tương lai. Dạ. Cậu sẽ chia sẻ một nửa số trái cây của cậu với tớ mỗi ngày. Thấy sao hả? Như vậy tớ sẽ đói lắm. Tớ chỉ đùa thôi, Rambo. Chào các bạn. Nếu các bạn thấy thứ gì đó không phải của mình, các cậu nên trả nó lại ngay lập tức, được chứ? Trung thực là tốt nhất.
Được rồi, tạm biệt. A new day with our old friends around every single corner. There's a certain